quý vị có thể nổ lên một tràng tay chân lớn hơn quý vị ơi. Xin vâng, chân trọng cảm ơn thầy để quý vị rất nhiều ạ. Xin vâng, kính thưa thầy để quý vị quan khách thân mến, trong dân gian ta thường có câu thâu châu hỏi vợ làm nhà, cả ba việc đó việc nào cũng to. Thâu châu không biết rằng tìm cho mình một công việc để tự nuôi sống bản thân, hỏi vợ là những giây phút thăng hoa nhất khi được nắm chặt tay người mình yêu. Với những bước chân đầu tiên chung đôi hạnh phúc, và còn làm nhà là cột mốc để đánh dấu sự thành công trong suốt cả một quá trình lao động và xây dựng sự nghiệp của gia chủ chúng ta. Kính thưa thầy để quý vị quan khách thân mến, trong hẳn mỗi tương lai chúng ta ai ai cũng từng được nghe câu thương vợ thương chồng tát biển đông cũng cạn, một sự đồng lòng đó cũng không có giới hạn. Và ngày hôm nay đây, gia đình anh chị Kiều Chi mừng Tân Gia với một căn nhà rất khang trang. Và giờ phút này đây, mạch quý xin được trịnh trọng tuyên bố tuần tiệc mừng Tân Gia đại cát của gia đình anh chị Kiều Chi chính thức được bắt đầu. Nổ lên một tràng tay thật lớn ạ quý vị ơi. Xin vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và nhận được tình cảm yêu ái của toàn thể quý vị và gia đình chị đang rất hạnh phúc và ngẹn ngào. Và cho phép mạch quý xin được gửi lời cho anh chị cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới sự diện của toàn thể quý vị quan khách thân quý trong buổi chiều hôm nay. Và cũng xin được kính chúc toàn thể quý vị quan khách thân quý có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Và ngay giờ phút này đây, mạch quý cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý chị chú gái cùng chuẩn bị cho bọn mình những chén rượu thật đong đầy tình cảm, để lát nữa chúng ta sẽ cùng đứng dậy để cùng xô ba, để cùng chúc mừng thành công quý vị ơi. Chúng ta sẽ cùng đứng dậy để cùng xô 1, 2, 3 xô và 2, 3 chúc mừng Tân Gia được không quý vị ơi. Vâng, và ngay giờ phút này đây xin được trân trọng kính mời ban tổ chức sẽ chuẩn bị những chén rượu để dâng lên cho anh chị trong trên sân khấu. Nào thân thể quý vị ơi, quý vị đã chuẩn bị xong chưa? Và ngay giờ phút này đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đứng dậy để cùng xô vang, để cùng chúc mừng nào quý vị ơi. Xin đón đầu làn sóng cảm ơn tất cả em của em Pinong, bao cảm tiếng gừng, áo lẩu cái phong, cho mắt là tay em hói thì nó của em Pinong nhá. Nào thân thể quý vị ơi, quý vị hãy cùng đứng dậy để cùng xô vang, để cùng chúc mừng nào quý vị ơi. Xô to lên nhá quý vị nhá.
Các bạn ơi, một bài nhạc sân khấu đi. Đây, lên.